Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Đầu video, Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày mới có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Thủ Đức. Nơi Tuấn Nguyễn đang đứng đây là phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Thủ Đức quý vị nhá. Như quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn, đây là một khu biệt thự cao cấp. Ở phía ngoài chúng ta có cổng bảo vệ, và ở phía trong này chúng ta cũng có cổng bảo vệ quý vị nhá. Ở trong khu biệt thự chúng ta, như quý vị đang nhìn đây, vỉa hè, cây xanh, đường thông thoáng như thế này, công viên đấy, những cây cọ như bên Dubai ấy quý vị ạ, rất là đẹp. Đây quý vị nhìn, tuyệt vời luôn. Chị này là bên công nhân vệ sinh đúng không, cắt cỏ đấy. Quý vị biết là lúc nào cũng có công nhân vệ sinh cắt cỏ với lại quét dọn đường xá láng o như thế này. Khu vực này thì Tuấn Nguyễn xin nhấn mạnh với quý vị là phù hợp với đại gia quý vị nhá, kiều bào nước ngoài đấy, muốn về Việt Nam hồi hương làm ăn sinh sống, an cư lập nghiệp, dưỡng già đấy đấy, thì đây là một nơi cực kỳ lý tưởng. Đường xá lưu thông đi qua quận 1, qua cảng Ba Son khoảng đến 5-7 phút thôi. Đi về Đồng Nai, Biên Hòa, đi ra thành phố Thủ Đức, đi lên thành phố Bình Dương 15-20 phút. Đặc biệt lên sân bay Tân Sơn Nhất trong một nốt nhạc thôi, đúng không ạ? Đấy, thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn biệt thự. Căn biệt thự của chúng ta là căn này. Căn này có diện tích cực lớn, biệt thự đơn lập quý vị nhá. Căn biệt thự đơn lập này đấy, 3 mặt tiền đấy, quý vị gọi 4 mặt tiền cũng được đó. Phía sau thông thoáng hết, không có dính tường, dính hàng rào với nhà ai hết quý vị nhá. Đây, căn biệt thự này ở trong, nằm trong khu Villa Park, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Thủ Đức quý vị nhá. Hướng chính là hướng đông, hướng mặt tiền bên hông là hướng nam. Diện tích chiều ngang 14m nhân với chiều sâu 17m, chúng ta có 239m, có sổ hồng và phun thổ cư luôn quý vị nhá. Thiết kế 4 lầu. Đấy. Diện tích sàn là bằng 4 lầu là bằng 500m quý vị nhá. Có 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng karaoke, 1 phòng gym, 1 hồ cá coi, 1 phòng làm việc. Đấy. Không gian mở quý vị nhá. Đó, 4 bên. Biệt thự đơn lập. Giá thì Tuấn Nguyễn sẽ báo ở cuối video cho quý vị và các bạn. Đây, trong khu của chúng ta đây quý vị. Ở đâu cũng thấy xe hơi hết, đúng không ạ? Quý vị chạy ở bên trái, bên phải, ở trong, ở ngoài, chạy được hết quý vị nhá. Và đây, đường A, đường B, tất cả phía ngoài này có một cổng bảo vệ. Đó, quý vị thấy cổng bảo vệ đúng không ạ? Con đường Phú Hữu, còn bên trong này có một cổng bảo vệ nữa. Ở đây an ninh vô đối, quý vị để xe ở ngoài luôn, đúng không ạ? Xe Honda thì chúng ta có thể không yên tâm thì chúng ta có thể dắt vào trong nhà. Còn xe hơi thì chúng ta để ở ngoài, đúng không ạ? Hướng này là hướng chính đông quý vị nhá. Còn hướng bên tay trái Tuấn Nguyễn là hướng đông nam. Đây. Quý vị nhìn, trước căn nhà chúng ta là có những cây cọ như thế này, cây xanh này, cây xoài này. Đấy, vỉa hè lối đi chạy xe hơi vào chúng ta để ở trước này thôi, đúng không ạ? Bên kia cũng có lối xe hơi nữa, nhà chúng ta để được 2-3 chiếc xe hơi để trước nhà thôi. Khuôn viên trước nhà của chúng ta đây quý vị, tiếng cường lực nhìn ra bên ngoài, đúng không ạ? Ở trên thì ốp giả gỗ và sàn nào cũng có đèn sáng như thế này. Ở phía sau đây, đất nhà chúng ta thì ra mãi ngoài này đây quý vị, đó, ra mãi cái viên gạch này, đúng không ạ? Không gian mở, chúng ta để xe Honda rồi để xe cho các cháu, đồ chơi của các cháu ở ngoài đây, giày dép để ngoài đây. Ở đây thì an ninh vô đối rồi, quý vị yên tâm, không bao giờ ai mà dòm ngó vào cái sản phẩm này. Đấy, có những cây đu đủ này. Đấy, trên này chúng ta làm cái khung sắt che nắng che mưa cho khu vực xe của các con các cháu chúng ta, đúng không ạ? Không gian mở phải nói là siêu đỉnh luôn. Và căn này Tuấn Nguyễn bảo đảm quý vị đẹp nhất ở đây quý vị nhá. Phía bên mặt tiền chính này chúng ta có một hồ cá coi, phải nói là căn nhà này quý vị về đây mà thích kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ cũng được quý vị nhá. Mở quán cà phê ở đây thì cũng có khối khách ngồi ở đây, bởi vì cái view cái căn biệt thự này rất là đẹp. Đây quý vị nhìn những cái cây cảnh như này, ok chưa?
Cây này là cây si, cây xanh gì đấy, rất là đẹp. Đấy, quái tán rất đẹp, mát rượi luôn. Đây là những cây cọ này. Đấy, cây sa la này. Đây là khu vực uống trà và hồ cá coi. Tôi Nguyễn sẽ quay trước để cho quý vị đây, quý vị xem cái hồ cá coi này. Quý vị nào mà khó tính nhất thì quý vị comment cho Tuấn Nguyễn biết là quý vị chê ở cái điểm gì. Những chú cá coi này phải đến mười mấy ký. Đây quý vị. Đó, biệt thự đơn lập này thì cho Tuấn Nguyễn nghĩ thì bác nào mà nghỉ hưu, đúng không ạ, kiều bào nước ngoài về quê hồi hương, đây là một nơi lý tưởng để cho quý vị hưởng thụ lúc tuổi già, đúng không ạ. Đây, quý vị nhìn cái hồ cá coi, chất lượng chưa, uy tín chưa. Những chú cá coi cả lên dưới chục ký quý vị ạ. Đẹp chưa? Không quá lớn, cũng không quá bé, đúng không ạ. Một hồ cá coi theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì vừa đủ để cho chúng ta chơi rồi, đúng không ạ. Chăm sóc mà nếu mà kỹ ra sạch sẽ, đẹp như thế này cũng rất là khó. Nếu mà rộng lớn thì cũng tốt thật đấy, nhưng mà chăm sóc thì cũng mệt đấy quý vị ạ. Theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì như thế này cũng đã đủ rồi. Ở đây chúng ta có hàng rào ngăn cách thôi, đúng không ạ, chứ còn an ninh ở đây thì tuyệt đối rồi, quý vị yên tâm. Đây thì công viên và cây xanh, lối đi bộ hết, chứ không có nhà nào ở liền với chúng ta hết. Đấy, căn nhà của chúng ta thì thoáng bốn bên như thế này quý vị này. Đấy quý vị nhìn. Đây, ở trong này có sân tennis đúng không ạ. À, đấy quý vị nhìn này, chúng ta đi vào đây là sân tennis ở trong này, sân golf ở trong này quý vị nhá. À đây, sân tennis đây đây đây. Đó quý vị, sân tennis đây nhá. Đó, phía sau thì có giáp sông mà có sân golf. Đây có cái vòng xoay, vòng xuyến này. Đấy quý vị thấy không? Ở trong này toàn villa biệt thự không. Mà đặc biệt không có căn biệt thự nào như căn nhà chúng ta. Quý vị biết sao? Không gian mở bốn bên đúng không ạ? Một cái căn nhà mà có một cái không gian mở bốn bên như thế này thì cực kỳ hiếm. Đấy, nhất là ở các nơi thành phố lớn như Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội đúng không ạ? Một căn nhà mà đơn lập như thế này, bốn mặt tiền thông thoáng như thế này thì cực kỳ khó, cực kỳ hiếm. Đấy, quý vị xem Tuấn Nguyễn nói như vậy có đúng hay không. Đây, trước căn nhà chúng ta đẹp như thế này. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong, Tuấn Nguyễn review sơ qua thôi. Căn biệt thự này nó đã đẹp sẵn lung linh rồi. Đây quý vị, một lớp cửa nhôm chinh pha rất là lớn, một cánh lớn tĩnh mới là một cánh nhỏ thôi. Động thì chúng ta mở ra mở vào, lối lên xuống bằng đá hoa cương. Đấy, màu đen xám như thế này. Trong nhà thì người ta lát gạch nhập khẩu khổ 1m 1m hết quý vị nhá. Mét 2 à? À, là mét 2 quý vị nhá. Khổ mét 2 hết. Không gian phòng khách, không gian mở là chúng ta nhìn ra bên ngoài được hết quý vị nhá. Đây. Wow. Không gian phòng khách quý vị này, phải nói là đẹp lung linh luôn, đúng không ạ. Lâu lâu rồi Tuấn Nguyễn cũng mới review một căn nhà đẹp như thế này. Một bộ bàn ghế sofa nệm nhập khẩu. Quý vị nhìn cái đèn pha lê này, đỉnh của chóp chưa. Wow. Và nhất miền Nam. Đỉnh của chóp chưa, đúng là đỉnh của chóp thật, cực kỳ đẹp luôn. Wow. Em trai mở cái điện lên cho nó long lanh phát xem nào. Căn nhà này mà tôi chú tiếc gì tí điện, chú mở lên cho anh tí. Ờ. À, cho nó phí cái video của anh đi. Wow, đấy, quý vị thấy nè. Đỉnh của chóp chưa? Nó sáng rực luôn. Căn nhà này thì chỉ có phù hợp cho với những cái đại gia kiều bào bên nước ngoài về đây sinh sống, vẫn bảo đảm với quý vị luôn. Chất từng milimét luôn. Wow. Đấy. Tuấn Nguyễn chưa tiết lộ với quý vị những cái sản phẩm uy tín này này, tặng hết nhá quý vị nhá, tặng hết cho chúng ta luôn. Đấy, về Hà Nội là không mang theo cái gì, chỉ có sách vali quần áo lên máy bay thôi, cho nên những cái sản phẩm này là của quý vị hết quý vị nhá. Đây, khu vực bàn ăn bàn bếp đây, trần chỉ thạch cao là phải nói là loa âm trần quý vị nhá. Đây loa này, điều hòa âm trần. Quý vị biết căn nhà này của ai không ạ? Chuyên gia bất động sản quý vị nhá. Mới có tiền mà làm những căn nhà như thế này thôi, chứ thật sự là như chúng ta mà lao động phổ thông mà làm những căn nhà như thế này thì cũng hơi mệt đấy.
Ngồi trong bàn ăn, chúng ta nhìn ra hồ Cá Coi quý vị nhé. Quý vị thấy có tuyệt vời chưa? Có nhiều căn nhà nào mà có đáp ứng được cái nhu cầu này không? Cổng bảo vệ này quý vị này. Đây, tôi Nguyễn zoom lớn này cho quý vị xem. Cách căn nhà chúng ta từ đây ra đó khoảng 15 mét. Đúng 15 mét quý vị nhé, không đếm sai chắc chưa tới 15 mét đâu. Đó, cổng bảo vệ đó. Thì quý vị còn yên tâm hay còn lo lắng gì nữa không ạ? Đúng không ạ? Một dàn tủ rượu ngoại này. Chắc chắn là em ấy cũng tặng cho chúng ta một số chai ở trong này đấy. Quý vị yên tâm. Đèn pha lê này, khu vực nấu nướng, nấu ăn này. Ui trời ơi, nhà này Tuấn Nguyễn bảo đảm có một cái cô. Cô này chắc là mẹ của em chủ nhà. Em phụ vậy. À thế à? À, giúp việc chứ việc à? Nhưng mà cũng rất là này nọ nhá. Thì rất là xinh luôn. Tưởng đâu mẹ chủ nhà. Mẹ chủ nhà còn xinh hơn. Đây quý vị này, một dàn tủ bếp kiến cường lực hết quý vị nhá. Bàn bếp bằng đá hoa cương nhập khẩu này. Bếp từ này, máy hút mùi như này quý vị thấy bao giờ chưa? Chắc chưa đúng không? Nhập Đức hết. Wow, quý vị nhìn này, tủ lạnh, lò nướng, visa các thứ. Wow. Thật sự là Tuấn Nguyễn chỉ nói với quý vị rằng rất xa xỉ. Phía sau này có một nhà vệ sinh dưới trệt, đương nhiên là không thiếu rồi, đúng không? Cửa nhựa Hàn Quốc nhập khẩu, đá ốp full. Wow. Quý vị nhìn thấy ok chưa? Tôi muốn bảo đảm với quý vị. Đây, điện vân tay hết quý vị nha. Khu vực này chúng ta bước lên lầu này, có một không gian phải nói là đỉnh chưa? Ít có căn nhà mà thiết kế theo cái kiểu này, đúng không ạ? Rất là đẹp. Quý vị tưởng đâu là cái bàn sân khấu đúng không ạ? Nhưng mà không phải. Cái bậc thềm để chúng ta bước lên lầu quý vị. Rất đẹp. Lên xuống đá hoa cương đen và trắng 1m2 như thế này. Thoải mái cho chúng ta lưu thông. Cửa kiến cường lực này. Quý vị thấy uy tín chưa? Wow. Đây chắc chắn là phòng khách số 2 rồi. Lên tầng 1 này phòng khách số 2 quý vị nha. Tủ lạnh nước mát cho khách uống có luôn. Không gian mở. Đây, toàn cửa nhôm sinh pha hướng ra ban công. Đấy, những cây sala đẹp như thế, cây cọ, cây cầu ngay sát tay chúng ta với là được luôn quý vị. Đây, phòng khách số 2 đây. Wow. Và đây là không gian phía trước, toàn kiến cường lực mở ra hết. Kế bên chúng ta có một phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này chắc chắn của gia chủ rồi. Đây, của khách à? Khách mà đẹp thế này quý vị này. Nó đúng rồi, nó không được lớn nhưng mà đúng chắc có khách là của chắc chắn là em bé là đang ở đây, toàn là coi như siêu nhân không. Ui chà. Đây. Phòng vệ sinh này. Siêu VIP luôn. Nói đến phòng vệ sinh ở đây, đồ dụng cụ ở đây thì quý vị đừng có chê một cái gì hết. Thật sự tôi nguyện cảm thấy là nó đỉnh rồi đấy. Bây giờ chúng ta lên lầu. Lên lầu 2. Điện lên chưa em? Ngủ qua trên này à? Lầu 2, quý vị nhìn hệ thống điện này. Cho quý vị nhìn hệ thống điện trước. Phòng nào đây? Phòng đó có người. Người. Ừ, phòng không có người được rồi. Từ Lầu 2. Tôi muốn cho quý vị xem cái hệ thống điện trước nha. Này. Đỉnh chưa? Chào em. Đây. Phòng ngủ số 2 của chúng ta đây quý vị. Wow. Kích chưa? Oxy kê cho quý vị. Đây là một căn nhà đáng sống đúng không quý vị? Đồ đạc nội thất thì ôi trời. Chúng ta chắc chắn là không thể chê được rồi đúng không? Wow. Chỗ nào cũng thấy không gian mở hết quý vị nha. Toàn đồ cao cấp, chúng Nguyễn không giới thiệu nữa nha. Chỉ quay cho quý vị nhìn xem quý vị thấy thôi. Ô, chỉ kê chưa? Đây phòng gia chủ đây. Và đây là phòng chủ nhà này. Có gì khác biệt với phòng của khách không?
khác hẳn thật. Ui trời, toàn những cái nội thất phải nói là đó, quý vị thấy chưa? Wow, có thay đồ trần này quý vị ơi. Thường thường thì Tuấn Nguyễn hay dùng cái từ trần chỉ thạch cao, nhưng vào đây Tuấn Nguyễn không dùng cái từ đấy được rồi. Đó, quý vị nhìn thấy chưa? Tivi cỡ lớn luôn, phòng thay đồ và nhà vệ sinh ở phía sau này, tủ quần áo này quý vị nhá. Wow, đấy, vợ của ông chủ này cũng rất gì là nhiều đồ xịn đây quý vị. Wow, đây là mặt tiền. Ui trời, hồn tắm nằm đấy, không gian mở quý vị nhá. Đấy, cái này là chúng ta nhìn ra đó, mặt tiền bên hông. Đây em tốn tiền đi. Quý vị thấy cái phòng ngủ này có uy tín chưa? Đấy, cái rèm gió này thôi cũng chạy bằng điện hết quý vị nhá. Đó, tự chạy ra nha, quý vị không thấy ai kéo hết đúng không ạ? Ôi trời, đây có một bồn cây cảnh, tiểu cảnh ngay phòng ngủ của chúng ta luôn quý vị này. Còn đây là hàng xóm, hàng xóm kia bên của chúng ta đây, toàn nhà giáp vách không. Đó, mỗi duy nhất căn nhà chúng ta là đơn lập, thông thoáng bốn chiều luôn quý vị nhá. Rồi, Tuấn Nguyễn cho quý vị xem như đó thôi. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ lên lầu phòng 2. Phòng này quay chưa? Chưa đúng không? Đây, phòng này màu hồng của cô nhà, chủ nhà rất là xinh. Ôi trời đất ơi, ông chủ nhà này ông lấy hoa hậu chứ đâu phải là, trời đất, hoa hậu ấy là người mẫu đây. Trời ơi, một căn nhà mà quý vị ơi, nó đẹp đến mức độ mà thật sự là rất đẹp rồi đấy. Đấy, đẹp đến mức độ hoàn hảo rồi quý vị ạ. Rồi, ok, bây giờ tôi Nguyễn lên. Lầu 3. Lầu 3 của chúng ta đây. Căn nhà này có cô chú Việt quý vị nhá, cho nên chúng ta vào nhà thì không có một hạt bụi nào luôn quý vị. Phòng ghim này. Wow, phòng ghim đây, phòng tập thể dục. Đây chắc chắn là hàng online đúng không? Mặt tiền bên hông đây. Đấy, mặt tiền phía sau cũng có cái cửa sổ quý vị nhá, chúng ta bấm đấy, bấm nút cái nó lên. Wow, quý vị thấy nó chạy nghe tiếng ngò chưa? Tôi muốn cho quý vị trải nghiệm luôn đúng không ạ? Giới thiệu bằng lời đôi khi quý vị lại kêu là Tuấn Nguyễn bốc phép. Đấy, nó tự chạy lên đây. Đây, đây là quận 2 của chúng ta quý vị nhá. Đây, chúng ta sang quận 2 rồi. Chúng ta lên quận 1, lên khu cảng Ba Son, rất là gần. Đấy, trong khu của chúng ta đây, ở đây là có cái vòng xoay, vòng xuyến mà công nhân đang còn chỉnh sửa làm mới lại để đón Tết này quý vị này. Sân golf đây quý vị nha, sân tennis, xin lỗi quý vị, đây sân tennis đây. Đó, ở trong kia chúng ta có một cái hồ cá đây nè. Đấy, một nơi mà đáng sống cho quý vị. Quý vị nào mà thích thể thao, đặc biệt là đánh tennis thì quý vị hãy về đây. Tôi Nguyễn cho quý vị tham quan qua một cái phòng thờ của gia chủ một chút xíu, tôi Nguyễn quay ở dưới thôi nha. Đây quý vị này, đây có những ông chủ làm bất động sản. Thực ra thì mình cũng phải công nhận những cái thành quả của những anh em làm bên cái ngành bất động sản này. Người ta thành đạt đúng quý vị, người ta có điều kiện. Nhưng mà Tuấn Nguyễn biết là những cái ông chủ này còn rất là trẻ. Trên đây chúng ta cũng có một phòng vệ sinh ở phía sau quý vị nhé. Đây quý vị này, phòng vệ sinh ở phía sau. Và sân phơi ở phía bên này quý vị nhé, sân phơi ở bên đây. Ở ngoài này chúng ta có một cái cầu thang inox để chúng ta lên trần quý vị nhé. Kiểm tra nước nóng lạnh và năng lượng mặt trời vân vân ở trên trần ấy. Đấy, mỗi khi cần thiết. Thì như Tuấn Nguyễn đang nói với quý vị, những ông chủ bất động sản trẻ như thế này
người ta rất thành đạt. Nhưng mà ở đâu rồi cũng một thời gian thôi, bây giờ chắc cũng nhớ quê, nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè. Có điện không? Cho sáng cho đẹp em. À, đây là phòng karaoke quý vị nhé. Nhớ bạn bè ở quê rồi quý vị. Quý vị sẽ đặt câu hỏi cho Tuấn Nguyễn đúng không? Tại sao một căn nhà không có điểm yếu như vậy mà lại bán đi đúng không? Đây, ông chủ chắc khoảng 32 tuổi. Hả? Ba mấy? Gần 40 rồi. Nhớ quê hương, nhớ bạn bè cùng trang lứa, nhớ bạn học rồi quý vị nha. Về quê không có lý do gì hết. Đó, đó là cái lý do mà muốn bán căn nhà này cho chúng ta để về quê. Này quý vị nhìn này, những cái ghế này. Nhìn ra phía trước này. Ôi cha. Quý vị ơi, quý vị nào mà thực sự muốn hưởng thụ ấy, nên mua căn nhà này. Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị mà một khi quý vị đi xem căn nhà này rồi á, có thể quý vị sẽ không còn quan tâm đến căn nhà nào khác nữa. Ở phía dưới, ở đầu video Tuấn Nguyễn đã review cho quý vị một cái tủ rượu khủng rồi đúng không? Nhưng mà ở dưới đó là tiếp đãi khách với lại những quý vị khách lớn tuổi đến nhà chơi. Thôi quý vị nhá. Còn ở trên đây mới là những cái đồ uống dành cho những thanh niên này. Nhảy múa hát hò thế này quý vị này. Đồ nặng hơn quý vị nhá. VIP hơn. À, quý vị nhìn. Wow. Không phải dạng vừa đúng không ạ? Đấy. Quý vị hãy nhìn đi. Tất cả những cái sản phẩm này em chủ nhà sẽ tặng cho quý vị. Nếu quý vị mua trong Tết này thì em mới chưa uống. Còn nếu như quý vị mua sau Tết thì em ấy sẽ uống đi một số chai. Đó là điều đương nhiên. Ok. Thế là Tuấn Nguyễn đã review xong cho quý vị hết rồi. Một căn biệt thự đơn lập. Đấy. Không gian mở 4 chiều. Có đầy đủ công năng sử dụng. Đúng không ạ? Phòng khách này. Phòng ngủ thì đương nhiên rồi. Phòng thờ đương nhiên. Phòng giặt đương nhiên. Đúng không ạ? Sân phơi có rồi. Nhưng mà hai phòng khách. Một phòng họp. Một phòng tập gym, một hồ cá coi, đặc biệt là có nội thất khủng, đúng không ạ? Căn nhà này Tuấn Nguyễn bảo đảm quý vị mà nếu như chúng ta bỏ tiền ra để mà sắm cái nội thất cho căn biệt thự này, đúng cái nội thất xịn sò như thế này thì thật sự là không hề ít tiền một chút xíu nào, đúng không ạ? Người ta nói tâm nghe không bằng mắt thấy. Quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị đi xem căn biệt thự này. Quý vị nhá. Tâm nghe không bằng mắt thấy. Quý vị nhìn, quý vị sờ tay vào. Quý vị sẽ cảm nhận được em nó đẹp như thế nào. Đúng không ạ? Ui trời ơi, cái đèn pha lê quý vị. Phải nó đẹp sao xuyến lòng người luôn. Tuấn Nguyễn đi đến đây cũng không muốn đi ra nữa rồi. Wow, quý vị thấy đẹp chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt căn nhà chúng ta là bốn bề như thế này. Chúng ta nhìn ở đâu cũng thấy cây hết quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy không? Chúng ta nhìn ở đâu cũng thấy cây hết. Đấy, những cây cọ rất là lớn, chúng ta nhìn ở đâu đấy thoang thoảng như bên Dubai ở đây đúng không? Với có những cây cọ như thế này. Đấy, cực kỳ đẹp. Ok, Tuấn Nguyễn sẽ không quảng cáo nữa đúng không ạ, không nói quá về căn nhà này nữa để cho quý vị cứ lầm tưởng đúng không ạ, mà Tuấn Nguyễn chỉ muốn quý vị tận mắt tận tay tới đây thôi đúng không, quý vị sẽ cảm nhận cùng Tuấn Nguyễn xem là nó đẹp như thế nào. Cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp quý vị nhé. Đây, cái tivi này bao nhiêu inch đây em trai? TV này em bé hỏi ba xem cái TV này bao nhiêu inch để bác nói với khán giả. Bao nhiêu inch hỏi bác, hỏi bố. TV này bao nhiêu inch? 100 inch quý vị nhá. Đúng 100 inch luôn. Wow. Ok chưa? Quý vị thấy đã đủ chất lượng chưa? 100 inch. Đây. Có đĩa nhạc. Wow. Cái này thì chúng ta đâu đó chỉ thấy bên nước ngoài thôi quý vị nhỉ.
ngoài. Trăm mì. Vâng. Tôi Nguyễn cho quý vị xem nhiều đây thôi, đúng không ạ? Kẻo quý vị xem nhiều quá thì quý vị lại bị mê hoặc. Quý vị hãy đến đây xem tận mắt, sờ tận tay, quý vị cảm nhận được căn biệt thự của chúng ta nó chất lượng đến mức độ nào quý vị nhá. Wow. Tôi Nguyễn không muốn rời máy, tôi Nguyễn cứ muốn quay mãi quý vị. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Ok. Quý vị xem được cái video này, thấy căn biệt thự này đẹp, muốn sử dụng nó, quý vị liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Số điện thoại thì hiển thị trên góc màn hình TV của chúng ta. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị đi xem căn biệt thự này quý vị nhé. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị xem video vui vẻ, có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.